mình sẽ chơi game Spike Ball và Spike Rider nha. Đây là Spike Rider này. Rồi. Bật nhảy. Chấm hết. Ok, mình chuyển sang Spike Ball nhé. Thank you.
cuối lần cuối còn ra đi chị lại bị lừa phải đau đớn. Thử thách mình à? Tí nữa thì được chưa lửa thì lại dừng lại hết. Mình kết thúc game tại đây nha. Bye bye, hẹn gặp lại.